Chào anh em đang xem miền Tây Sula ha. Thì nay là tối ngày thứ thứ bảy anh em. Ngày 30 tháng tháng 12 2023. Thì ngày mai là qua năm mới rồi ha. Phải không? Có 31 không? Mai 31 à. Ồ ngày mai 31 anh em. Chưa chưa qua năm mới nha. Vậy là thứ hai mới là Tết Tây ha. Chúc anh em có năm mới thật là vui ha. Trở lại với mục tiêu chính ở trong cái này video này là cái đèn này nè anh em. Thì trước giờ như mọi người biết là mình bán blue carbon, nhưng mà đèn pha không nha, từ 1.0 đến 6.0, từ giá 650 ngàn cho tới 3 triệu một cây là đầy đủ đó. 1.0 đến 6.0 là đầy đủ, thậm chí cái 6.0 nó có tới 4 cái phiên bản luôn đó, rồi 4.0 nó có 2 phiên bản luôn. Thì trong quá trình bán đèn pha đó, anh em yêu cầu cái này nè, là cái đèn này là nhìn biết ha, đèn bằng chải. Thì sau khi lắp á, thì bây giờ nhiều nhiều bạn á cứ hỏi mình là cái đèn đó lắp như thế nào nào nào, nhưng mà những câu hỏi đó là xưa rồi, bây giờ là chắc ai cũng cũng có thể biết lắp được, bằng cách là chúng ta đi ở ngoài đường ta thấy người ta lắp làm sao về bắt chước lắp vậy. Ở đây anh em thấy cái hình mẫu nè, ở ngoài thùng nó có hình mẫu nha, đó lắp về nhà lắp y chang vậy là xong nha. Đấy thì cái nội dung mà đây là cái đèn, cái thùng của nó này anh em, đây có đầy đủ các nhãn mác nha, à không công ty nào ở đâu đó nhập về nè, còn ở đây là gì bên Trung Quốc gì đó anh em ha, Maya China ha, được công ty nào đó nhập về thì đầy đủ nhãn mác như vậy thì mới là chính hãng nha, chứ mấy cái đèn pha ke thì nó không có cái đó đâu. Đấy. Bây giờ trở lại với nội dung của cái đèn này. Đầu tiên là mấy cái phụ kiện. Đầu tiên là mấy phụ kiện ha. Ở đây cái ray để chúng ta bắt cái tấm pin lên á. Nó rất là dày nha. Ngoài ra nó còn cái ống nè. Thì cả cái ray cái ống đều rất là dày hơn so với những cái loại đèn khác nha mọi người. Cái ống này rất là nặng luôn, cái này cân ký bán cái chai là tiền không nè. Cái ống này nó mấy gem này, nãy phải hỏi kỹ thuật mấy gem ha. Nè, nó rất là dày nha mọi người, ống cầm rất là dày. Mấy cái loại đèn của hãng khác thì nó cũng ống vậy nè, nhưng mà nó đa phần là mỏng nha, chứ không có được như vậy. Này nó rất là dày luôn nha, cầm nặng tay luôn á. Đấy cái thanh ray này cũng vậy nè, đó rất là dày ha. Hai cái đó là hai cái nổi trội nhất. Còn cái vấn đề tấm pin á, thì cái tấm pin này không có gì mới hết. Tấm pin này là rất là giống với lại cái tấm pin của 4.0 á. Mình nghĩ là nó luôn á. Tấm pin 50W nha. 5 5 tấc 515 515 535 nha. Cái tấm pin 515 535 á. Chiều dài là 5 tấc 35. Còn chiều ngang là 5 tấc 15. Đó thì nó là cái tấm pin của đèn 4.0 nha anh em. Còn dây thì nó ngắn thôi, tại vì cái này là tấm pin và cái đèn á là nó ở chung với nhau cho nên dây nó không có dài. Còn anh em nào muốn dây nó dài ra để lắp cái đèn trong nhà thì chúng ta có thể tự nối dây ha. Ở ngoài sau lưng tấm pin nè, nó có cái hộp, nó có cái hộp và cái hộp này được dán tem bảo hành rồi. Đương nhiên là anh em muốn mà nối dây ra thì mọi người đâu có còn nghĩ tới vấn đề bảo hành nữa ha, chúng ta cứ nối ra đó. Và cái tấm pin này rất là bền, không có bao giờ chúng ta cần phải kệ phải 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 bảo hành tấm pin đâu nè. Tấm pin là ít bao giờ mà bảo hành lắm. Thì cái tấm pin này nó không có hư hao gì hết cho nên là chúng ta không cần bảo hành tấm pin đâu nè. Chúng ta có thể mở cái nắp nó ra mà chúng ta nối dài dây ra ha. Còn cái thân đèn thì cái đèn này ở bên trong nó có bộ pin lưu trữ là 40 Ah nha. Hàng lưu carbon đó thì tấm cái pin đó là pin sắt à, cho nên là nó xịn sò hơn những cái đèn khác là vậy đó. Ở đây chúng ta vẫn sử dụng con led career của Mỹ ha, con led của mấy cái đèn pha đó mọi người đó, đem qua chắc đem qua gắn đây thôi chứ cũng không có gì mới ha. Led career của Mỹ có thể là 60 con, mỗi một cột về là 12 con nè, đây có 5 cột là 60 con. Và đèn này nó không có led báo sạc nha. Mình nghiên cứu nãy giờ mình thấy là nó không có led báo sạc. Lý do cũng đơn giản thôi, tại vì này lắp ở ngoài trời á, có led báo sạc để làm gì, thấy không?
đó, cứ gắn lên và sử dụng chứ không có cần phải báo sạc đâu. Còn thân đèn thì chắc chắn bằng nhôm nha. Cái miếng ngoài trước này á, là cái miếng bằng PK ha, trong xịn nha. Cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái miếng này lâu ngày nó có bị đục gì hay không, thì theo mình là không có đâu mọi người. Cái đèn này bảo hành đến 5 năm mà, thấy không, nó phải sử dụng những cái linh kiện chất lượng, với lại hàng low carbon nó là hàng chất lượng nha, cho nên là mình nghĩ là cái miếng này nó không có đục đâu. Nó là linh kiện xịn sò ha. Còn mặt sau nè, đấy, nhôm nha, sơn tĩnh điện nó rất là gọi là bóng bẩy ha, chứ không có vụ mà sần sần rẻ tiền ở đây nha anh em. Nhìn nó rất là, thấy không, đẳng cấp bóng bẩy nè. Những cái này để nó tản nhiệt ra, tản nhiệt, tại vì khi đèn này hoạt động là những con led nó rất là nóng, tản nhiệt. Đây nó cũng bình thường ha, không có gì mới hết. Anh em có thể nếu anh em mua nhiều và anh em có yêu cầu thì mình sẽ dặn cái này ra, mình xé bảo hành này, mình dặn cái này ra cho anh em coi bộ pin. Còn ở trong cái video này thì mình không có làm ha, tại vì mình làm đó nữa thì làm video khác, chứ để chung video này nó dài quá. Đó thì mình nhắc lại giờ căn bản về cấu hình nha. Tấm pin là 50W nè. Bộ pin lưu trữ 40 ampere giờ, 40 ampere giờ. Ngay cả mình cũng thắc mắc là bộ pin này là pin hình hộp chữ nhật hay là pin pin hình trụ, mình cũng chưa biết trong đây là pin loại gì nữa nè. Phải dặn ra mới thấy ha. Rồi 60 con led career của Mỹ nha. Cái theo thông số của mấy anh ở công ty đưa xuống á, là đèn này là nó là 2100 lumen nha. Nhiều anh em hỏi mình bao nhiêu lumen á, thì đèn này là 2100 lumen. Và mình sẽ đăng cái đèn này lên trên Zalo, anh em có thể ghé Zalo mình để anh em xem cái cấu hình chi tiết của đèn này. Đó. Còn bây giờ thì mình nhắc lại là cái đèn này nó không có led báo sạc nha. Nó remote thì remote cũng giống giống như là cái thằng kia thôi. Mấy cái thằng mà pha đó ha. Đó, thì điểm nổi trội trong cái đèn này là cái vật tư của nó rất là xịn sò ha. Vật tư là cái ống nè, cái ống rất là dày, cầm nặng tay, cực kỳ là dày nha. Còn máy gem á, nó dày máy gem thì mình chưa có biết, cái này phải mua cái thước đo gem về đo luôn ha, chứ giờ hỏi mấy anh kỹ thuật ở Việt Nam cũng không biết đâu. Bên Trung Quốc là sản xuất, bên đây nắm cũng không có rõ cái thông số nữa. Đó, cái đó dày rồi, cái này cũng vậy nè, cái thanh này không mà nặng, cầm là nặng tay luôn á, rất là dày. Và lắp ráp á, thì anh em chỉ cần coi cái hình ở ngoài cái thùng lúc nãy á, là mọi người có thể lắp được luôn nha. Đó, không có cần giấy tờ hướng dẫn đâu, ở đây nó có một cái QC pass thôi, là cái tờ giấy kiểm định đó mọi người, chứ giấy hướng dẫn lắp ráp thì mình nghĩ là không không có. Đó, tại vì lắp ráp cũng đơn giản. Hồi nãy giờ anh em thấy cái đèn nó lúc bật lên lúc không bật phải không, lý do là nó đang auto nha, hiện tại nó đang sạc nè. Bây giờ mình lấy cái tấm pin mình né ánh sáng nè, né ánh sáng là cái đèn nó phát sáng lên, anh em thấy không. Rồi cái tấm pin bây giờ gặp ánh sáng nè, là ban ngày đó, là gặp mặt trời đó, thì cái đèn nó tắt. Mọi người thấy nó hoạt động ok không nè. Đấy nè, làm lại nha. Rồi tấm pin né ánh sáng nè, đèn nó phát sáng nè, thấy không. Tấm pin nó gặp ánh sáng mặt trời nè, đèn nó tắt nè. Đó, đại diện cho vấn đề auto của mọi người. Ban ngày đèn tắt, ban đêm và đèn sáng nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cái này ở ngoài trời nha. Mình sẽ rinh ra cái vị trí cũ để cho anh em xem về cái vấn đề ấy ha, cái đèn này ban ngày sáng được không em? Đèn này ban ngày sáng được nha mọi người. Em bấm nó cháy nè, rút tấm pin ra rồi là nó rút tấm pin ra rồi là nó thành ban đêm chứ ban ngày gì, lộn, nhầm nhầm nhầm, hơi nhầm lẫn một chút. Thì sau một hồi mà mình thử thì mình thấy là nó phát sáng được nha anh em. Có nghĩa là khi mà cái tấm pin nó sạc á, là ban ngày á, thì cái đèn nó vẫn bắt sáng được, nhưng mà không biết là nó sáng hoài luôn hay là nó sáng 10 phút nó tắt giống như những cái đèn đời trước. Đó thì cái này là mình sẽ xem lại ha. Đó, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta treo ở ngoài trời á, này treo ngoài trời thì chúng ta không có cần sáng ban ngày đâu, ban ngày ngoài trời sáng làm gì, cho nên là chúng ta sẽ dùng cái chế độ auto của nó ha. Auto của nó về anh em sử dụng chế độ auto, ban đêm nó tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tham khảo cái độ sáng của nó ha, độ sáng của nó ngoài ngoài trời tối nè. Đấy, chúng ta cùng ra đây xem ha. Thì hàng của low carbon là nó không có hiện tượng mà sáng mờ mờ nha. Cái con led career này là cái ánh sáng của nó trong đó, và ánh sáng là đẹp nha, chứ anh em đừng có lo cái vụ mà mờ mờ.
Đó, đèn rất là sáng nha mọi người. Ánh sáng đi rất xa nha. Đấy. Ở đây mình cầm không đúng tư thế, đúng tư thế thì nó sáng ra một cái vợt này, cầm giùm em. Đây. Đấy. Anh em thấy con led clear nó sáng ra một cái ánh sáng gọi là đi xa mà ánh sáng nó trong. Đó, thì cái đèn này anh em thấy là nó trong cái phân khúc mà của những cái đèn mà cũng hơi mắc tiền đó mọi người. Đó, nó không có rẻ nha, cấu hình đối với cấu hình này thì nó gọi là hơi mắc đó. Đó, cho nên là ánh sáng nó rất là tốt. Đó, mình sẽ bán ra cái đèn này giá 1,5 triệu nha, bao ship luôn nha mọi người. Giống như mình bán cho anh em là 1,44 triệu thôi. 1,44 triệu đúng không? Đó, phí ship nữa mới thành ra 1,5 triệu nha anh em. Đó, nói cho rõ ha. Đó thì anh em nào thích thì liên hệ nha. Đèn thường thường anh em thấy những cái đèn mà con led Đài Loan á, thì nó sẽ ra cái ánh sáng hơi trắng trắng đục đục ngầu ngầu, hoặc là những cái đèn dởm hơn á, thì ánh sáng nó gọi là mờ mờ, phải không? Đèn dởm ánh sáng, đèn càng dởm ánh sáng càng mờ. Còn những cái con led clear này á, hãng Lu Carbon này á, là nó sản xuất ra là ánh sáng trong nha, đi xa nha, trong vắt luôn nha mọi người. Cái đèn này thì gắn trong nhà cho con em mình ngồi học bài được á, đó, xem tivi rồi đọc báo ok luôn á, tại vì ánh sáng ở trong vắt à. Đấy. Và nó rộng nha. Còn anh em nào gắn trong nhà thì hiển nhiên là nối dây dài ra ha. Đó, còn dây này nó ngắn thôi. Đó, mọi người thấy cái ánh sáng gọi gọi là tổng quát chưa nè. Thì khi ta treo cao lên ha, treo cao lên khoảng đâu đó 5 mét, 5 mét được. 5 mét thì anh em sẽ có được cái vùng ánh sáng rộng, rất là rộng nha. Đó. Thì độ sáng của nó là 2100 lumen nha anh em. Đó, còn anh em nào mà hiểu vấn đề lumen đó thì sẽ biết rõ, còn không hiểu thì thôi, nhìn qua video này cũng cũng hiểu rõ về ánh sáng của nó rồi. Đó, sản phẩm này là con led clear cho nên mọi người an tâm phần đó. Với lại bộ pin lưu trữ là pin sắt ha. Thì ở trong cấu hình người ta ghi rất là rõ là ánh sáng 2-3 ngày mưa. Có nghĩa là trời âm u là anh em vẫn nó vẫn tồn tại qua đêm được nha. Đó, nó vẫn sáng xuyên đêm khi mà trời 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 âm u. Nhưng mà cũng âm u tương đối thôi, ví dụ lâu lâu âm u ngày thôi. Chứ còn mà cái tuần lễ âm u thì làm sao sạc đủ đúng không? Cho nên là người ta xài đèn năng lượng người ta phải hiểu phần đó. Đấy. Thì thôi mình kết thúc video ở đây nha. Anh em đam mê thì hãy liên hệ mình, hàng Lu Carbon ấy thì lúc nào người ta cũng 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 có một cái gọi là cái cấu hình vượt xa so với cái chất lượng anh em, cái cấu hình gọi là vượt xa so với những cái dòng đèn khác trên thị trường. Ví dụ như mình nói cấu hình vượt xa có nghĩa là ví dụ như 60 con led này thì những cái đèn khác trên thị trường người ta làm bộ pin lưu trữ nó chừng 25 ampe, còn đèn của Lu Carbon là nó làm tới là 40 ampe và tấm pin của người ta thường thường là chừng 36 W, à còn cái tấm pin của đèn này là tới 50 W, nó làm vượt xa vậy đó mọi người. Cho nên là nó rất là chất lượng và ánh sáng của nó là sáng hơn người ta, cũng như là sáng lâu dài hơn ha, sáng lâu dài hơn. Đó, tầm giá 1,5 triệu nha anh em, bao ship luôn á. 1,5 triệu này là bao ship nha. Thực tế anh em nào tới nhà thì mình sẽ bán cho anh em 1,44 triệu. Đó, nói thiệt là rõ nha, nếu tới nhà lấy á nha. Đó, bạn nào mà đại lý mà đem đèn về bán á thì lấy nhiều 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 thì giá nó có thể giảm xíu nữa ha. Mà lấy nhiều nha. Đó, nhiều kiện là phải lấy nhiều, chứ nhiều anh em đại lý lấy có 1 cây 2 cây thì mình cũng thua. Đấy. Thì thôi mình xin chào anh em nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Ở trong video này còn một vấn đề chưa giải đáp là nếu nó sáng ban ngày là nó sáng được bao nhiêu phút? Ha, bao nhiêu phút? Hồi nãy mình đã test rồi, nó sáng ban ngày được nha. Có nghĩa là đang sạc thì nó sáng được đó, nhưng mà nó sáng bao lâu nó tắt? Giống như đèn hồi xưa hay là nó sáng hoài luôn? Thì cái đó là mình chưa giải đáp được. Lý do là mình mới mang cái đèn này về, mình cũng chưa có tìm hiểu vào vào lúc ban ngày ha. Với lại bây giờ mấy anh trên công ty mấy anh cũng không biết nữa. Đó. Mình chỉ có thể test thôi chứ mấy anh cũng chưa biết cái đèn này đâu. Đèn này mới đặt từ Trung Quốc về nha mọi người. Đó, anh em thấy sáng trưng không? Ờ, cái này mà treo trong nhà là hết bài luôn á. Theo mình là treo trong nhà là hết bài. Sáng trưng luôn, sinh hoạt ăn cơm là thoải mái ha. Đọc sách viết chữ coi tivi rồi thoải mái luôn á. Đấy, về nối dài dây ra nha anh em. Còn treo ngoài trời thì thôi rồi, sang trọng luôn ha. Đó, ánh sáng rất là đẹp nha mọi người, ánh sáng trong vắt nha. Đó, ánh sáng này là trong vắt mà nó ngã cái màu mà trong luôn á, chứ không phải mà đục đục mà mờ mờ nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, khi mà treo đổi cái tư thế treo đèn thì nó sẽ sáng hơn hồi nãy. Hồi nãy là treo kiểu khác, nãy là treo bực lên, phực lên. Còn bây giờ mình úp xuống á, thì nó kiểu khác nữa. À, mà nó rất là sáng nha. Con em mình có thể đánh cầu chơi đá bóng đồ ở ánh sáng này được luôn á. Thôi mình xin chào mọi người ha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.